27 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, dự và chỉ đạo buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công bố các quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm hai đồng chí giữ chức vụ trưởng phòng thuộc Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo đó, đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Công Lệ, điều tra viên cao cấp, phó trưởng phòng giữ chức vụ trưởng phòng thuộc Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Thủy, điều tra viên trung cấp, phó trưởng phòng giữ chức vụ trưởng phòng thuộc Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng thuộc Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến của hai đồng chí Nguyễn Công Lệ và Bùi Thị Thủy trong thời gian qua và mong rằng trên cương vị công tác mới, hai đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của người đứng đầu trong công việc, cùng tập thể cán bộ công chức của phòng đoàn kết, cùng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.